chưa nhớ. Thì chúng ta cùng nhau đã hát, cùng nhau nghe, và cùng nhau ngồi để biết là xin cái nhà của mình cao một phước cũng như tình nhà của mình sửa được tự do con người. Xin mời ca sĩ Việt Khát. Xin mời ca sĩ Nguyễn Khát. Xin mời ca sĩ Trang Thu Sơn. Kính thưa quý vị, hãy ra về trước. Ca khúc Đất Là Ai đã cho chúng ta những người yêu nước tìm lại gần với nhau. Để chúng ta nói lên tiếng nói, để chúng ta nhìn lại quê hương, để chúng ta đấu tranh cho một quốc gia được tự do và công bằng. Cái đối diện giải phóng Anh Là Ai. Sao mà chiều thế này?